Diệu xin chào tất cả các bạn Hôm nay là gia đình của mình là đi chùa Bửu Long Để tham quan và viếng Phật Thì ở đây là cái chùa là nó rất là rộng Và cái khuôn viên của nó rất là thoáng mát Và ở trong cái chùa này là mình đi mình cũng không có thấp hương nhiều nha các bạn Nên mà các bạn nào mà bị dị ứng nhang khói Là mình có thể là mình đi là thoải mái luôn nhưng mà khi mà mình vào mình thăm chánh điện thì buổi sáng nó mở cửa từ bảy rưỡi đến mười rưỡi còn buổi chiều là nó mở cửa từ một rưỡi đến bốn rưỡi là mình có thể là mình đi tham quan nếu mà mình đi không có trùng vào cái giờ mà cái chánh điện nó mở cửa thì mình có thể là mình tham quan cái khuôn viên ở bên ngoài và mình sẽ đến đó mình à, lại phật là cái thời gian quy định ha thì ở đây là nó có mở cái tiệc chay á là từ 24 tháng 2 là nó là buffet chay á. nếu mà các bạn nào thích á, thì mình có thể mình đến đó là mình tham quan chùa và mình sử dụng luôn. Năm nào á là gia đình mình á là cũng đi lễ Phật ở cái chùa này. Tại vì á là cái khung cảnh là mình nhìn là mình rất là thích, nó cũng rất là đẹp. mà cái phương tiện mình đi nó cũng rất là dễ. Ví dụ như là bạn có thể đi ô tô từ 4 đến 50 chỗ luôn, cũng có chỗ để luôn nha các bạn. Từ khi là những ngày mà rằm lớn thì cái không cái chùa không còn chỗ nữa thì mình mới gửi ở bên ngoài. Và trước cái cổng chùa thì nó có cái chỗ mà giữ xe máy luôn á các bạn Các bạn là nếu ở gần thì mình có thể tham quan Mình đi xe máy tới cũng được Thì mình thấy là cái chỗ bãi giữ xe máy nó cũng lớn và rộng lắm á các bạn Thì phía bên bãi mà để xe máy á, thì mình đi xích vô trong một chút xíu á, thì nó cũng sẽ có cái quán mà cơm chay, căng tin chay mình có thể đến đó mình ăn nhiều cái món chay và những cái loại nước uống á, tự nhiên như nước ép nè, cà phê, trà sữa có đầy đủ luôn á các bạn. Còn chỗ này á, là một cái hồ phía bên hông của chùa mình thấy ở đây người ta nuôi ba ba nè, nuôi cá nè cảnh thì nó cũng đẹp các bạn có thể đến đây là mình chụp ảnh cũng được chụp ảnh để làm kỷ niệm thấy khung cảnh nó cũng rất là dễ thương mình thì tới đây nó cũng trưa rồi nên là nó cũng vắng vắng khách rồi đó chứ nếu mà mình đi sớm thì khách đi chùa sẽ đông hơn mà đi trưa nó vắng khách như vậy thì mình thoải mái vui chơi mình sẽ ít làm phiền đến người khác các bạn thấy không? Cái cảnh nó nhìn nó rất là thích luôn á Mà nó lại đẹp Ở trong này thì nó cũng có nhiều loài hoa đó Mình nhìn thấy ưng mắt lắm Còn đây nè, mình nhìn đó thì mình thấy nó giống hoa lan lắm nha Mà cái lá thì thấy nó khác khác Nên các bạn có biết cái hoa gì thì để lại bình luận cho mình ha Còn đây là cái bãi để đậu xe mình đi hơi trưa nên là xe nó vắng thôi chứ nếu mà đi sớm thì đông hồi lúc mình tới là xe nó ra đông dữ lắm luôn á các bạn đây là khung cảnh nhiều khi á, là mỗi năm á, thì mình đi chùa đây có một lần hà nhưng mà mỗi lần mình đi á, nhiều khi mình đi hướng bên này mình đi hướng bên kia không đi hết được cái chùa luôn á tại vì hồi đi một hồi cái mấy đứa nhỏ nó mệt lên rồi cái nó đòi đi ăn kem đi ăn món chay rồi cái ăn tầm lâm ở trong chùa nó bán đủ thứ hết đây là cái khuôn viên trước chánh điện rất là đẹp luôn hen các bạn thì khi mà mình lên chánh điện thì mình sẽ tìm chỗ để dép ở phía dưới và mình đi chân không lên chánh điện và ở trên chánh điện thì mình không có thắp hương và đây là cái món bún riêu chai ở trong chùa là trong căn tin của chùa là nó bán và kem ấm tuổi thơ luôn nè các bạn thì mình đi một vòng là mình cũng về thì mình cũng xin chúc các bạn là năm mới là được nhiều sức khỏe vạn sự như ý thì năm con rồng thì nó luôn được thành công và may mắn trong cuộc sống cảm ơn các bạn đã xem hết video